Thưa quý vị, mặc dù dịch COVID-19 tái xuất hiện những ca lây nhiễm trong cộng đồng tại một số địa phương trong cả nước, vào thời điểm hiện nay thì trên địa bàn tỉnh không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh tại các hệ thống siêu thị Co.opmart, Bách Hóa Xanh và các chợ truyền thống khá dồi dào, giá cả bình ổn, sức mua không cao hơn so với thời điểm trước đây. Nguồn hàng về các siêu thị thường xuyên, giá cả bình ổn, các siêu thị cũng chủ động có những phương án dự trữ, có thể quy động nguồn hàng ngay lập tức nếu sức mua tăng. Riêng với hệ thống siêu thị Co.opmart trên địa bàn tỉnh còn liên tục có các chương trình khuyến mãi giảm giá đối với các mặt hàng như mì tôm, gạo, dầu ăn, thịt, trứng để kích cầu người tiêu dùng.